Hãy cùng tiếp tục học bài 25 tương ứng với phần 2 bài 20 quyển 2. sứ 25 khở. Đầu tiên hãy nhắc lại từ năm nay. Chín nén. Chín nén. Chín nén. Chín nén. Bao nhiêu tuổi? Nguyên văn là nhiều lớn tua tả tua tua tả tả tua tả tua tả năm nay bao nhiêu tuổi chi nén tua tả chi nén tả bạn năm nay bao nhiêu tuổi Em chi nén tả? tả? em trai bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Em trai bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Này, hay dùng để hỏi người đồng lứa hoặc ít tuổi? Này, hay chú ý ở Trung Quốc tuổi? trừ trường hợp cần thiết ví dụ như khi đi làm thủ tục giấy tờ thông thường người trung quốc rất hạn chế hỏi tuổi trực tiếp người khác đặc biệt là phái nữ khi muốn biết thường phải hỏi qua những cách khác như tuổi con gì sinh năm nào vân vân việc hỏi tuổi tùy tiện là tương đối bất lịch sự với người trung quốc Hay hỏi lại bạn năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ chi nén tua tả nhỉ chi nén tua tả Bây giờ là từ tuổi. Suổi. Suổi. Âm hắn về là tuế. 21 tuổi. 21 tuổi. 21 tuổi. Năm nay 21 tuổi. Chi niên 21 tuổi. 今年二十一岁。那么得还没还怼咯。明年二十二岁了。明年二十二岁了。明年还没没怼。我二十一岁。我二十一岁。

Chỉ xuẩy Chỉ xuẩy. Bây giờ là cách nói sinh năm con, tuổi con, âm hán Việt là thuộc. Sủ Sủ Tuổi gì? Sủ, sủ Bạn tuổi gì? Nghĩ sủ sớm mình tuổi gì bạn biết không? 我 số什么你知道吗? 我 số什么你知道吗? 我 số什么你知道吗? Tôi sinh năm gì nhỉ? Dùng tơ để nhấn mạnh. Sinh năm nào? Sinh năm hỏi lại, bạn năm nay bao nhiêu? 你今年多大？你今年多大？你还没摸对。我二十一岁。我二十一岁。对，姓你。属什么的？属什么的？ Hay nghe từ cậu, chó. Cậu Cậu Tuổi chó, tuổi cậu Sú cậu Sú cậu Tuổi chó đấy, tuổi cậu đấy Sú cậu tợ Sú cậu tợ Mình là tuổi chó đấy, 我是属狗的。我是属狗的。Hãy hỏi lại bạn năm nay bao nhiêu? Nì chi nén tua tả? Nì chi nén 多大？Mình hai mươi một tuổi。我二十一岁。 She, she? Tôi hai mươi một tuổi. Tuổi gì? Tuổi什么的？tuổi什么的？tuổi chó đấy, tuổi cẩu đấy. số cầu tạ, số cầu tạ. chữ tạ ở đây cũng là nhấn mạnh, nhưng tùy trường hợp mà gì khác nhau. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Táo quýt Pính của dự Xin hãy đếm thử xem, xin hãy đếm một chút. Chính sủ sủ Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. cái đen khê đỡ đồ dùng hàng ngày rử dụng phỉn gần đây vừa khai giảng Tuy nhiên, đang khai chế, Bệnh viện. Y Mượn sách đi thư hoặc là làm luyện tập hoặc là làm luyện tập công viên công luyện lái xe đi cũng được ở đây chỉ xe đạp xe máy là chưa luyện phục vụ đi du lịch, đi du lịch, là nhân việc bán hàng lịch, sự nhân viên bán hàng lịch, đi du quá béo rồi quá rộng rồi thải lại thử một chút, thử thêm một chút. giải sử sử. Đẹp mắt, dễ nhìn. khó khẳng. Loại này có thể giảm 20%. Trầy rụng ừ. khởi tả ba chứa。Năm nào tốt nghiệp đại học? này nén đại học năm sau nữa khổ nén năm sau năm tới minh nén năm nay bao nhiêu năm nay bao nhiêu tuổi chi nén tua tả tuổi chó tuổi cẩu 属狗还没摸腿二十一岁